Ngoại trừ Ngọc Hoa đang bận thi đấu tại Thái Lan và sẽ trở về tập trung muộn trong một vài ngày tới, 11 trên 12 vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia chuẩn bị cho VTV Cup năm nay đều đã bước vào thời gian luyện tập nước rút dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Năm nay, cùng với xu thế trẻ hóa của bóng chuyền Việt Nam, đội tuyển tập trung với rất nhiều gương mặt mới, nhưng chính điều này lại đang mang đến một bầu không khí hết sức hồ hởi trong các buổi tập. Những cựu binh dày dặn kinh nghiệm, nhiều lần tập trung chuẩn bị cho VTV Cup như Đỗ Thị Minh cảm nhận được rất rõ sự khác biệt này. Năm nay thì đội tuyển trẻ hóa rất là nhiều, chỉ còn có Minh và chị Hoa đội trưởng là lứa cũ thôi. Thì khi tập cùng các em thì Minh cảm thấy như là mình trở lại những năm trước đây, cũng tuổi trẻ của mình, các em tập tuy nhiệt huyết là rất là trẻ và khỏe nữa. Bên cạnh đó thì cũng hơi non kinh nghiệm một chút, nhưng mà hy vọng giải VCup sắp tới này thì các em sẽ thể hiện tốt khả năng chuyên môn của mình để sau này vươn lên. Cựu binh có thêm những khí thế mới trước ngày khai cuộc, còn những tân binh, những vận động viên là đầu tiên tập trung đội tuyển thì chắc chắn là một sự hồi hộp đến khó tả. Em lần đầu tập trung đội tuyển quốc gia thì cảm giác về VTV Cup thì đó là một đấu trường mới, một đấu trường quốc tế đến với các đội nước ngoài, thì để cho em có nhiều kinh nghiệm học hỏi thêm rồi để hoàn thiện bản thân thêm. Người mới háo hức, người cũ thêm những trải nghiệm, và cùng với sự hăng say tập luyện của thầy cho ông Nguyễn Mạnh Hùng, hy vọng VTV Cup năm nay cũng sẽ mang đến cả những trải nghiệm thú vị cho chính những khán giả truyền hình và người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam.